Vào hôm 9 tháng 9 vừa qua, thì tập đoàn Hoa Sen đã được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Đây có thể được xem là lần thứ hai tập đoàn Hoa Sen nhận huân chương lao động hạng 3, bởi lần đầu thì phần thưởng này đã được trao cho ông Lê Phước Vũ, là chủ tịch tập đoàn vào năm 2012. Huân chương lao động hạng 3 được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng cho tập đoàn Hoa Sen, ghi nhận những đóng góp của tập đoàn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn 12 năm phát triển theo các tiêu chí bền vững của mình. Cũng trong dịp này, tập đoàn Hoa Sen còn vinh dự đón nhận bằng khen về sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. Đồng thời, tập đoàn cũng đã trao tặng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam 1 tỷ đồng để sử dụng cho chương trình phẫu thuật tim, cấp xe lăn cho trẻ khuyết tật, hỗ trợ dạy nghề cho trẻ em lang thang, trẻ em khó khăn, trẻ em khuyết tật và chương trình xây dựng trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật. Niên độ tài chính năm 2012-2013, doanh thu của tập đoàn Hoa Sen ước đạt 11.700 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 250 triệu đô la Mỹ. Hiện Hoa Sen đang nắm giữ hơn 40% thị phần tôn tại Việt Nam. Tháng 7 vừa qua, tập đoàn đã đưa vào hoạt động nhà máy ống thép Hải Dương với công suất thiết kế 50.000 tấn một năm để cung ứng và mở rộng thị trường ống thép của đơn vị tại khu vực miền Bắc.